Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ốc xào sả và lá chanh, một món xào đặc biệt thơm ngon. Nếu mình luộc thì sẽ không ngon, nhưng mà xào khan như thế này nó không bị mất nước, ăn rất là ngon. Ốc xào hôm nay ăn ngon quên lối về luôn, ăn một lần không bao giờ quên được, cả đời lưu luyến về nó. Ăn một lần muốn ăn hai lần, ăn hai lần muốn ăn ba lần, không biết chán đâu. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ốc xào sả và lá chanh, một món xào đặc biệt thơm ngon. Nếu mình luộc thì sẽ không ngon, nhưng mà xào khan như thế này nó không bị mất nước, ăn rất là ngon. Mời quý vị và các bạn, nóng hổi luôn, ốc nóng hổi này. Nóng quá. Thời lượng của Hiền làm video đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin mến chào tất cả quý vị và các bạn vào những video kế tiếp.